Hello mọi người, lại là Thanh đây. Thì hôm sau vài tuần khá là bận và Thanh bị cảm nên mất tiếng mỏm rài không có lên clip được cho mọi người. Thì hôm nay Thanh sẽ lên clip cho mọi người. Thì cái sản phẩm Thanh đang cầm ở đây, Thanh đưa gần lại cho mọi người xem nha. Đây là sản phẩm dầu cá omega 3 1000 mg của thương hiệu Wagner. Wagner cũng là một cái, Thanh đọc cái thương hiệu nghe nó không có được sai nha. Thì cũng là một cái thương hiệu của Úc, giống như là Hethikale và Blackmore Sweet vậy đó. Thì thường Việt Nam chúng ta mọi người thấy thấy là kinh doanh rất nhiều của Blackmore nè, hoặc là của Hethikale đó. Thì bên Thanh có Blackmore, có Hethikale, nhưng mà Thanh còn nhập những cái thương hiệu khác nữa, giống như là Nature Way, Nature O, hoặc là Wagner như thế này, hoặc là Costa. Có rất nhiều thương hiệu về cái, hầu như là tất cả những cái công ty mà thực phẩm chức năng đều có sản xuất cái omega 3 này hết. Thì đây là một trong những cái hãng mà Thanh thấy là giá thành ổn và xài vẫn chất lượng ngang ngửa với lại Healthcare, và cái giá thành cũng như vậy. Thì mỗi mà một khi mà nếu mà ở bên Úc, ở bên Chemist đó, nó sale á, thì Thanh sẽ coi là giá bên nào ok hơn và Thanh sẽ nhập về mọi người. Thì như mọi người cũng biết á, là bên Thanh á, là mỗi lần mà có giá sale về đó thì sẽ hạ cái giá thành xuống cho khách hàng rất là nhiều luôn, tùy theo cái giá sale, chứ không có mà nhập giá sale nhưng mà vẫn bán giá bình thường. Nên á, khi bên Thanh rất là cập nhật cái những cái mà sản phẩm sale liên tục để mà có thể mang về cho mọi người cái giá tốt nhất. Thì hôm nay Thanh sẽ giới thiệu với mọi người để mà mọi người không bỡ ngỡ, tại vì có một số bạn sử dụng quen bên Thanh rồi á, thì Thanh có giới thiệu những cái thương hiệu mới thì bạn cũng tin tưởng, còn một số bạn thì chưa từng thấy cái lọ này bao giờ, cái thương hiệu này bao giờ, bảo là xưa giờ thấy hàng Úc là hàng Hethikale, hàng Sweet, hàng của Blackmore, chứ chưa thấy những hàng khác. Thì Thanh cũng muốn giới thiệu tới mọi người những cái hãng khác, giống như là Nature O, hoặc là Costa, hoặc là Springleaf. Những hãng đó đều có omega 3 hết. Và nếu theo ở một cái tầm mà mức giá tầm trung, sử dụng chất lượng ok, thì Thanh thấy là cái Wagner với cái Hethikale nó ngang ngửa nhau, ngang ngửa về giá và ngang ngửa về chất lượng, và đặc biệt nữa là cái bề ngoài rất là giống nhau. Một cái lọ to như thế này, 400 viên 1000 mg, rất là giống luôn mọi người, chỉ khác mỗi cái tem thôi. Thì hôm bữa Thanh về được vài thùng nhưng mà cũng hết nhanh quá, bây giờ chỉ còn đúng một lọ trong tay của Thanh thôi. Thanh về đát rất mới luôn, đát này là tới 2024 rồi mọi người nha. Thì công dụng của dầu cá thì mọi người đã coi những cái clip trước của Thanh, clip về Blackmore, clip về Healthcare, hoặc là clip về Nature Way rồi. Nhưng thì hôm nay Thanh không có nói sâu về công dụng của dầu cá, Thanh chỉ giới thiệu về thương hiệu, và Thanh muốn sẽ nhắc lại một ít công dụng của dầu cá cho mọi người có thể tìm hiểu thêm. Là omega 3 đó thì là một cái chất axit béo mà mình phải đưa từ bên ngoài vô, chứ cơ thể mình sẽ không tự tổng hợp được. Và đưa về từ bên ngoài thì đa số là sẽ đưa từ hai nguồn, đó là một nguồn là từ cá và một nguồn là từ tảo. Thì đây là cái sản phẩm omega 3, cái hàm lượng EPA và DHA rất cao luôn. Mỗi một viên omega 3 1000 mg á, thì là có trong đó là EPA là 180 mg và DHA là 120 mg. Omega 3 này thì có cái tác dụng là, đầu tiên là mọi người nghĩ tới dầu cá là mọi người sẽ nghĩ tới là sẽ tốt cho mắt. Đúng vậy, là rất rất tốt cho mắt. Những từ ngoài mà em bé mà các mẹ chưa mang thai, các mẹ sử dụng những cái sản phẩm mà tiền mang thai đã có omega 3 DHA, xong sau đó tới thời kỳ mang thai, rồi tới khi bé sinh ra, rồi từ khi nhỏ tới khi già, tất cả mọi người đều cần bổ sung DHA, bổ sung omega 3 tốt cho mắt. Người trẻ thì có thể là khỏe mắt hơn, học hành đỡ mỏi mắt, còn người già, đặc biệt là những người già dễ bị khô mắt, dễ bị hò mỏi mắt do tèm nhèm mắt. Thì cái công dụng này đó thì mọi người sử dụng dầu cá đều sẽ thấy rõ công dụng rất tốt của dầu cá do cho mắt. Ở nhà ông bà, ba mẹ của Thanh đều sử dụng hết những cái sản phẩm cho mắt này, và đặc biệt là sử dụng nó làm cho mắt mình tốt hơn thật. Ngay cả Thanh, khi mà Thanh làm việc nhiều với máy tính, có những hôm mà Thanh làm việc nhiều, làm việc xuyên đêm với máy tính luôn á, thì là mắt mỏi cực kỳ mỏi. Thường là Thanh rất là hay quên uống dầu cá, nhưng sau đó Thanh sẽ nhớ tới dầu cá sử dụng liền, tầm 3 ngày tới 1 tuần Thanh thấy nó đỡ rất là nhiều cái tình trạng mà
Thì sau khi mà sinh em bé xong á, các mẹ rất dễ bị khô mắt luôn. Mới như thế nào, có thể là thức trông con nhiều hoặc là mừng vui rơi nước mắt gì đó mà làm cho mắt mình khô rất nhiều, thì nói là các bà mẹ sau sinh nó dùng cái omega 3 này rất là đỡ. Tại vì chính Thanh là cái người mà khô mắt, bị khô mắt, khó chịu mắt cực kỳ, và nhờ omega 3 thì mới đỡ. Thanh sẽ đáng lẽ là sẽ uống mỗi ngày nhưng mà thường là Thanh rất hay quên luôn. Nên có khi là Thanh sẽ quên, cái tới hôm nào đó Thanh lại bị khô mắt là Thanh lại sẽ nhớ 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 dặn 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 mình là uống một thời gian ngắn thì nó lại ổn mắt mình rất là nhiều, và đặc biệt nữa là nó hạn chế lên độ nữa. Nếu rồi người già thì mắt tèm nhèm đó rất là tốt luôn, và đặc biệt nữa là cái omega 3 thì nó có hỗ trợ trị viêm khớp khi mình kết hợp chung với lại glucosamine hoặc là sụn vi các mập thì cực kỳ là tốt, nó sẽ tăng hiệu quả của những sản phẩm đó lên. Omega 3 thì nó còn có những cái tốt khác giống như là tốt cho tim mạch nè, rồi loại bỏ nó hạn chế cholesterol xấu, nó giúp mà duy trì cân nặng ổn định để mà mình giảm cân. Khi mà giảm cân thì mình cũng nên sử dụng omega 3, hoặc là khi mình đang trong cái giai đoạn mà mình cần tăng chiều cao thì cũng nên sử dụng omega 3. Omega 3 nó cũng rất là tốt cho vấn đề về xương khớp nữa. Và những người mà bị tình trạng mà nếu mà bị trầm cảm nhẹ, kiểu mà mới bắt đầu chớm trầm cảm, thì khi sử dụng omega 3 nó cũng sẽ hạn chế được những cái tình trạng đó. Và da dẻ đồ á, khi mà mình sử dụng omega 3 thời gian dài thì da dẻ của mình nó cũng sẽ đẹp lên. Đặc biệt nữa là nếu mà sử dụng omega 3 chung với omega 6 thì sẽ rất tốt. Ai mà bị rối loạn nội tiết tố rồi đó, hay là bị các bạn nữ mà mới bắt đầu có kinh nguyệt á, hay bị đau bụng nhiều hay bị mụn nhiều á, thì có thể sử dụng omega 6 là tinh dầu hoa anh thảo đó, để mà sử dụng để mà nó điều hòa lại nội tiết tố nha. Đặc biệt á, nếu mà sử dụng omega 6 thì Thanh khuyên mọi người nên sử dụng chung với omega 3 sẽ tốt hơn là sử dụng omega 6 đơn lẻ. Có ba axit béo là omega 3, omega 6 và omega 9. Omega 9 thì cơ thể có thể tự tổng hợp được, còn omega 3 và omega 6 thì cơ thể phải tiếp từ bên ngoài vô. Omega 3 thì từ tảo, từ cá, và omega 6 thì từ như là tinh dầu hoa anh thảo. Thì bên Thanh sẽ có sản phẩm là omega 3 riêng, omega 3 xa, omega 6 riêng hoặc là omega 3 6 9. Thanh thì Thanh sử dụng thường là Thanh sẽ sử dụng là trước đây thì Thanh chưa có sử dụng omega 6 riêng đơn lẻ, tại vì theo như Thanh giới thiệu với mọi người và Thanh sử dụng luôn cho cơ thể mình là nếu cơ thể mình cần á thì mình mới sử dụng, còn cơ thể của Thanh thì nó không cần nhất thiết omega 6, Thanh cảm nhận như vậy nên Thanh hay dùng cái loại omega 3 369 của Healthy Care. Cái loại đó thì mọi người cũng rất là ưu ái, Thanh sẽ để cái hình ở đây cho mọi người xem ha. Thì khi Thanh sử dụng tầm một lọ omega 369 thì Thanh lại quay về omega 3, Thanh sử dụng tầm một lọ hoặc là hai lọ rồi Thanh mới chuyển lại omega 369 một lần nữa. Thì mình sẽ nạp vô cơ thể lúc mà mình cần, chứ mình không phải lúc nào mình cũng nạp nhiều. Omega 6 thì mình không cần nạp nhiều một cái thời gian dài. Nếu mà tuổi mình còn trẻ, mình mới hai mươi mấy tuổi thôi thì mình sẽ sử dụng một thời gian rồi ngưng rồi sử dụng tiếp. Còn nếu mà những cô, những gì mà bước vào cái tuổi mà tiền mãn kinh, tuổi mà gây khó chịu đó, rất là khó chịu trong người đó, thì mình sử dụng omega 6 cái hàm lượng cao riêng lẻ chung với omega 3 cũng được, và mình sử dụng nhiều hơn. Thì nếu mọi người muốn mà Thanh tư vấn về những cái sản phẩm như là omega 3, omega 6 thì mọi người có thể mà nhắn tin trực tiếp cho Thanh hoặc là gọi trực tiếp cho Thanh để mà Thanh có thể mà tư vấn mọi người kỹ hơn. Hôm nay Thanh giới thiệu là một cái chính là một cái thương hiệu mới để mọi người có thể mà làm quen với cái thương hiệu này, Thanh thấy sử dụng rất là ok luôn. Thì khi mà nó được giá sale thì mình sử dụng mình thấy là chất lượng vẫn tốt, giá thấp hơn thì rất là nên, Thanh rất là recommend mọi người sử dụng được những cái sản phẩm tốt mà giá thành ok, chứ không cần mà phải sử dụng cái sản phẩm mà giá cực kỳ đắt mới tốt như thế nào. Đúng là tiền nào của nấy, nhưng mà có những sản phẩm giá trung bình, Thanh không nói là những sản phẩm giá thấp mà Thanh nói là những sản phẩm giá trung bình, chất lượng vẫn tốt, chứ không phải là mình cần những cái sản phẩm cao quá. Thì đây là một cái sản phẩm, một cái thương hiệu nổi tiếng ở Úc, một cái thương hiệu cũng lâu đời ở Úc, chứ không phải là một cái thương hiệu mới đây nữa. Đây.
Nếu mọi người cần tư vấn thêm hay là hỏi thêm về những cái vấn đề gì đó thì có thể mà nhắn trực tiếp lên fanpage của Thanh là Annie Baby Hàn Úc Sách Tay, hoặc là comment dưới clip này, hoặc là nhắn tin vô tin nhắn Viber, Zalo cho Thanh, hoặc gọi trực tiếp cho Thanh là 0769845698. Nhưng mà nếu mà gọi trực tiếp không được thì mọi người nhắn tin cho Thanh nha. Tại vì nhiều khi Thanh không cầm điện thoại 24 đến 24, hoặc là Thanh đang bận cuộc gọi khác hay là đang bận cái gì đó thì mọi người nhắn tin thì Thanh khi cầm lên cái điện thoại sẽ trả lời cho mọi người liền. Hôm nay Thanh nói tới đây thôi. Hẹn mọi người cái clip sau nha. Bye bye mọi người.